Thì gỗ Minh Châu hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn của tranh từ quý từ khúc Trúc Mai bằng gỗ hương đá. Và kích thước thì chúng tôi xin đo cụ thể cho quý vị cùng xem. Là ngang là 42 cm và chiều cao là 127 cm và độ dày của chúng tôi thì là 5 phân và chúng tôi đục sâu đây là 3 phân rưỡi, 3 phần 7, đây là 3 phần 8, đây là 4 phân này. 4 phân thì đo chỗ sâu nhất là được 4 phân nhá. Chỗ sâu nhất chúng tôi đục là sâu 4 phân. Đấy, chỗ này là 4 phân hơn. Đấy, đục sâu 4 phân liền khối. Có gỗ 5 phân thì cái nền còn 1 phân. Kích thước là 42 và 1m27. Gỗ hương đá 100%. Và chúng tôi đã sơn PU bóng mờ. Thì sau đây chúng tôi sẽ quay gần cho quý vị xem từng các cái chi tiết đục ở những con chim, cánh hoa. Cái bộ này thì chúng tôi đục ở mức vừa phải thôi, và giá tiền thì chúng tôi bán cũng ở mức vừa phải, giá thì rất là hợp lý quý vị nhá. Thì cái này của chúng tôi là bán với giá là 14,5 triệu và hoàn thiện. Tính rồi là 14,5 triệu như thế này, và chúng tôi đã sơn PU bóng mờ và để nguyên màu vân gỗ của gỗ hương đá nhé. Gỗ là gỗ hương đá nguyên bản, chúng tôi chỉ sơn bóng đây thôi, sơn lót nhiều lần và làm nhẵn mịn, sau đó là sơn bóng lên quý vị. Thì bộ này chúng tôi bán với giá là 14,5 triệu. Gỗ rất là đẹp, lọc lõi và 4 tấm đều đẹp như nhau, và chúng tôi đã sơn PU rất đẹp, từ phía đằng sau cũng đẹp, chúng tôi đã lọc lượng gỗ rất là kỹ rồi. Gỗ là hương đá, độ bền thì vĩnh cửu luôn, quý vị có thể dùng muôn đời luôn. Quý vị liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình đây là 0975 410 906, hoặc về địa chỉ chúng tôi ở Đại Hiệp Tân Dân, Phường Xuyên, Hà Nội để mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip đồng giá tiếp theo.